xưa thì bên mình đi đường này thì không thấy bờ sông đâu, mà bây giờ ta giải tỏa nên bên đây có cái bờ kè đó, nhìn bờ sông. Phía bờ bên kia là quận nhất. Sau một hồi chạy thì mình cũng đã tới rồi. Này quán Tư Thủy. Quán này mì ốc hết. 92B Tôn Thất Thiết. Ồ, quán này Việt Hương cũng tới rồi luôn hả? Đó. Ôi hả? À, có Việt Hương nữa hả? Này đây chỗ cũng nổi tiếng hả? Mình lên truyền hình luôn. Quen hả? Quen mấy. Được chỗ không? Làm gì nhà nấu ăn? Đúng rồi, đúng rồi. Lấy miếng hành lên nữa nè. Hành hả? Hành quá, hành ta là sao? Lấy phần mì nữa. Cái gì nữa? Thì giống như hú qua cà ớt à. Đúng rồi, hú qua cà ớt á, ngon lắm á. Ở này nó gì? Nước lèo hú qua cà ớt hả? Đúng rồi, nước lèo á. Sao muốn để vô bún hả? Thì bán đến mấy giờ hả chị? Từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Thì bán đây lâu chưa? Sao em biết món này vậy? Lâu rồi. Món này là bún hả? Cái này hủ tiếu. Hủ tiếu này của hàng kia, để em bưng luôn cho. Ai này hủ tiếu của em rồi Quân? Đặc biệt, nhìn hấp dẫn quá. Hủ tiếu 33.000. Ủa thì là cái gì? Hến nóc. Mà đây hủ. Mày hến nóc à, không có bạch tuộc. Không có bạch tuộc. Đây đây có đậu phộng hay gì ta? Không phải. Bạch hành phi. Hành phi. Tỏi, hành phi, tỏi phi á. À. Hến nóc. Bạch tuộc. Có một cái gầu bạch tuộc. Cho ít bạch tuộc á, ta chỉ hai bạch gầu đã. Hả? Nè, cái này có nước me nè, đây có nước. Con này nhìn giống như con hào, như là nó xà lông đúng không? Cái này chan nước me kìa. Có nước me nè, sa tế nè, nước me, nước me hủ tiếu, nước me ngon lắm. Nổi tiếng nước me, muốn ai nước me. 66 nè. Đây, của em. Để lên em luôn. Nước me nó chan như đây nè. Chan 4.000. Chan này hả? Đúng rồi. Chan này chứ.
cứ bỏ đi. Ủa ốc đâu? Hến với mực. Hến nè. Ốc đâu? Ốc đâu? Ốc nè. Đó, ốc nó cắt miếng cắt miếng á. Để xin tới bỏ vô đi đúng không? Đúng rồi. Ăn cay được không nha, chứ đây nó cay. Cay á, xin tới cay á. Lượng sức mà ăn đó. Ồ, đừng để. Với lại cái nước nó cũng đã cay rồi đó. Cái này đã cay rồi. Còn món này miền Trung hết. Em không biết miền gì nữa. Con này là con xào lông chứ không phải là con ốc. Phải không? Xào lông. Là hến xào lông mực. Ủa, hến xào lông mạch tuột. Rồi đó là ấm hông tay. Đó. Mà ông tay cái người chạy mắt quá cho nên sẽ chuyển hướng vào lông. À. Cho nên tay vẫn gọi là mì ăn đó. Chuyển đổi mô hình. Mình được cái gầu mực. Wow. Ủa, trang mắm anh chưa vậy? Ủa, trang nước me anh chưa? Trang nước me vô rồi, của anh trang rồi đó. Trang nước me rồi đó, nhưng mà ăn nếu mà cảm thấy chưa có đủ á, thì bỏ thêm. Nước me này là sao? Là me quậy ra từ nước. Đúng rồi, me dầm ra quậy ngon lắm. Ở dưới hương bãi.
không uống nước là không biết sao chịu nổi. Một phần ăn là một ly nước à, bảo đảm luôn á. Không trà đá thì cũng có trà này trà kia, nó là chết luôn. Lần ăn ngủ vô ăn khóc luôn. Ăn là phải có ly nước vậy nữa mà, không có là chịu nổi luôn. Không có là lúc tính tiền, lúc tính tiền là một phần ăn không mà không chưa nước người ta cũng nhìn nữa không. Để bơ vô trước hả? Thôi gọi là bánh trứng nè, nó có trứng trong hả? Trứng cút. Trứng trộn với thịt hả? Sôi lên, để trứng vô. Rồi để thịt lên. Món này tự sáng chế hả? Em cũng không biết. Em cũng mới lên đây à. Mình phải coi là mấy bánh này nè. Bơ, trứng, rồi để thịt vô. Rồi xong mình đậy nắp lại hả? Không đậy nắp luôn. Thì giống bánh khọt thì đúng không? Bán ra chị Lâm. Bán đi em đi chị. Vô trong đi, trong có mê lưu quá. Mở hành đi, ổ hành không? Hành tươi. Rồi, để nó ổ thịt đó là nó chín sẵn rồi phải không? Chín rồi anh. À, xào sẵn rồi. Ủa anh ơi. Anh nếm gia vị sẵn hết rồi. Để vô đây thôi. Ủa cái đó là gì? Ruốc anh. Nếu ai sang tí để tôm khô phải không? Ai biết ai đâu mà. Giống như bánh tráng trộn. Cái này mình ăn mình chấm gì đó. Không có chấm. À, nó có vị sẵn rồi đúng không? Nó có vị sẵn rồi đúng không? Ăn cái đem gì vậy đem gì? Rồi lấy vô đó. Cái bánh này nãy làm đơn giản cực kỳ luôn á. Nhưng mà ăn nó ngon. Bình thường của nó là cái chỉ có bơ trứng bỏ chét tương ớt với bơ gừng cà qua tương ớt gừng cà với lại mayonnaise giận quá rồi mình chấm với cái nước ăn với rau găm không cần chấm cái đó không cần này không cần chấm là nó chế sốt là thêm miếng rau găm vô nữa góc thì mình xẻ đâu cái đó xẻ để vô lại mà ăn nhiều vậy nay thì giá tiền kỳ quá à. Bưng tô này bánh luôn. Bưng tô này bánh. Ngày hôm nay về thôi. Ê, phải đưa mình cái chén thêm nha. Mình ăn cái món này. Củ hoa cà ớt. Này ta dồn chả cá không? Đúng rồi, dồn chả cá vô. Cái đó mình chấm với cái nước này nè. Nó mới có vị tương ớt. Này chấm với cái nước hỗn hợp tương ớt tương đen. Đổ ra đây em làm cho. Đổ ra gọn. Tại mình kêu ăn cho biết chứ tới đây là no bạn. Ăn tô là no. Đúng rồi. Bắp. Mấy ăn mấy ngàn phần rồi hả? Ngon bổ rẻ. Tô gì 25. Còn cái này là tính theo. Tính theo mình lấy gì đúng không? Đúng rồi, chủ yếu là mình lấy cái gì tính cái đó thôi.
Cái này hay gì chiên thì người ta làm nấu lên cho dạ. Nó nhiều chả cá. Chả cá cực kỳ ngon. Không phải ăn chả cá vuông vuông đó lắm. Wow nha. Nhức nách. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời. Hôm nay cái cà nó mềm dễ ăn. Mình ăn này cũng phải cả trăm lần có. Ngày còn nhất luôn á. Ngày còn